Vâng, thưa quý vị, xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay để chào đón ông Philippe Starck đang bước vào trong khán phòng, được không ạ? Let's have a round of applause for to welcome Mr. Philippe Starck. He's come here today. Thank you. Vâng, chúng tôi sẽ được trân trọng chào đón tất cả quý vị quan khách đến với hội thảo Casino The Other Conversation cùng Philippe Starck tổ chức bởi Eurasia Concept trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng chào đón tất cả mọi người ạ. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Casino The Other Conversation featuring Philippe Starck, organized by Eurasia Concept this morning. Thank you so much for coming. Tôi là Quốc Khánh và xin được thay mặt cho ban tổ chức một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cáo lỗi chương trình có thể bắt đầu muộn hơn một chút so với kế hoạch, và rất cảm ơn mọi người đã chờ đợi. My name is Quốc Khánh. On behalf of Eurasia Concept, once again, thank you so much for taking your time to join us here this morning. And we apologize for running a little bit behind on schedule. So thank you for waiting. Kính thưa quý vị, Casina là một trong những thương hiệu nổi tiếng của ngành thiết kế nội thất từ Ý, và được thành lập từ năm 1927. Casina đã cho ra đời thiết kế công nghiệp từ những năm 50 tại Ý bằng một cái phương thức tiếp cận sản xuất hoàn toàn mới, đó là chuyển từ sản xuất thủ công chuyển sang sản xuất hàng loạt. Founded in 1927, Casina launched the industrial design in the 50s in Italy by taking a completely new approach that shifted from handicraft to serial production.
Và có thể nói Casina là một công ty tiên phong trong việc chú trọng đầu tư vào nghiên cứu cũng như là sáng tạo đổi mới, kết hợp công nghệ kỹ thuật với thủ công truyền thống. Và lần đầu tiên các nhà thiết kế, các kiến trúc sư có cơ hội được tham gia đóng góp ý tưởng vào các thiết kế. Và những ý tưởng đó được tạo điều kiện để trở thành những dự án thực thụ. Và đó cũng chính là dấu ấn riêng của Casina. Và cho đến ngày hôm nay thì Casina tiếp tục đại diện cho việc kiến tạo một không gian sống hiện đại, tạo ra một môi trường tối ưu để hội tụ các tinh hoa và các thiết kế đương đại. Chính vì vậy mà ngoài những thiết kế với bề dày lịch sử và câu chuyện ấn tượng, Casina còn là thương hiệu mà rất nhiều nhà thiết kế huyền thoại lựa chọn, trong đó có ông Philippe Starck mà chúng ta hân hạnh được diện kiến ngày hôm nay. Well, ladies and gentlemen, Casina was the pioneer in the way that it's emphasized investment on research and innovation, combining technological skill with traditional craftsmanship. And for the first time, the architects and the designers got a chance to get involved and contribute their ideas that get transformed to real projects. And that is the characteristics that distinguish Casina from other competitors. And today, Casina continues to represent new ways of living, creating harmonious settings that bring together the best of contemporary design. And for that reason, together with many iconic and timeless design, Casina has been chosen by countless of legendary designers, including the one and only Philippe Starck, that we are very honored to have him today. Kính thưa quý vị, sự nghiệp thiết kế của ông Philippe Starck luôn phong phú và luôn đi theo một đường hướng, đó là sáng tạo, dù trong bất kỳ thể thức nào cũng phải làm cho cuộc sống của càng nhiều người trở nên tốt đẹp hơn. Và đó là lý do ông trở thành một trong những người tiên phong và là hình mẫu trung tâm của khái niệm thiết kế dân chủ. Bằng cách vận dụng sức sáng tạo vô tận trong tất cả mọi lĩnh vực, những vật dụng thường ngày, những công trình kiến trúc, các công trình hàng hải, các công trình kỹ thuật không gian, thì ông Philippe Starck vẫn không ngừng khai phá mọi giới hạn cũng như những chuẩn mực thiết kế để trở thành một trong những nhà sáng tạo có tầm nhìn và có tên tuổi bậc nhất của thời kỳ đương đại. Well, the famous design career of Mr. Philippe Starck has focused on one thing, creativity. And whatever form it takes must improve the life of as many people as possible. This is why he's become one of the pioneers and one of the central figures of the concept democratic design. We can see his outstanding work in many different fields, the products in our daily life, the architectures, the naval and spatial engineering buildings. He has continually pushed the limit and criteria of design and has become one of the most visionary and well-known creators in contemporary time. Và ngày hôm nay, Eurasia Concept, chúng tôi rất tự hào khi được chào đón ông Philippe Starck đến đây để chia sẻ về câu chuyện của cuộc đời ông, về công việc của ông, cũng như là sự cộng tác cùng với Casina. So ladies and gentlemen, today, Eurasia Concept, we are very honored to welcome Mr. Philippe Starck and his life partner, Mrs. Jasmine Starck, to share with us more about himself, his work, and his collaboration with Casina. So Mr. and Mrs. Starck, please stand up. For one second. Xin mọi người một tràng vỗ tay lần nữa được không ạ? She's a boss. She's a boss. Thank you so much for coming. Welcome to Vietnam. Kính thưa quý vị, và có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì tôi cũng xin được vinh dự được giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời đặc biệt sau đây. And joining us today, I'm very honored to welcome the following special people. Đại diện cho thương hiệu Casina. From Casina, I would like to welcome Casina Asia Pacific Commercial Director, Mr. Stefano Crea. Xin một tràng vỗ tay được không ạ? Chúng tôi cũng rất vinh dự được đồng hành cùng những đơn vị đối tác chiến lược. We are honored to receive the support from our strategic partners. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện Tổng lãnh sự của lãnh sự quán Ý tại thành phố Hồ Chí Minh. From the Consulate General of Italy in Ho Chi Minh City, Mr. Dante Brandi and his wife, Mrs. Chiara Brandi. Về phía Eurasia Concept, đơn vị tổ chức hội thảo ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu from Eurasia Concept, this welcome Business Development Director, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, ông Vincent Au.
Please welcome design manager, 整房設計, Mr. Sergio Della Giovanna. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong buổi ngày hôm nay. Một lần nữa xin một tràng tay thật lớn để chào đón ông Philippe Starck, được không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ được bắt đầu phần chính của chương trình ngày hôm nay và chúng tôi sẽ được thông báo chúng ta sẽ có hỗ trợ phiên dịch Pháp, Anh, Việt bằng tai nghe. Thì quý vị có thể xấy tai nghe, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trên hàng ghế. Và chúng ta sẽ có hai kênh là A và B. Chúng ta sẽ chọn kênh A cho phần tiếng Việt và B cho phần tiếng Anh. So we have simultaneous translation, French, English, and Vietnamese. We have headset for you on the chair, so please go A for Vietnamese and channel B for English. Và bây giờ, để không để quý vị chờ lâu, now please welcome on stage the one and only Mr. Philippe Starck, ladies and gentlemen. Merci. Alors, j'ai demandé dans quelle langue il fallait que je parle, et on m'a répondu, on ne sait pas. Alors, finalement, je vais parler français. Je me disais quand même, en regardant Cassina, le consul, l'ambassadeur, le roi d'Italie, les designers italiens, que vous n'aviez pas de chance. Vous avez eu les Français, vous avez eu les Américains, maintenant vous avez les Italiens. Enfin, alors voilà, mon nom est Philippe Starck et je suis né il y a à peu près 1 million d'années. Ça se voit. Je ne ressemblais pas exactement comme ça au début. Je ressemblais plutôt à une amibe. Une amibe, c'est très très petit. C'est plutôt idiot. Sinh học rất là mais nhỏ, que rất là không có trí thông minh. Comme une amibe. Cuộc đời của tôi cũng phát triển như vậy, như một tế bào sinh học thôi. Và tôi đã phát triển, tôi đã tiến hóa, tôi đã tăng trưởng. Vì sao? Tôi có thể là một con voi hoặc là một con cá. Tôi tự hỏi rằng là cũng rất là phí phạm nếu như mà chỉ sống ở dưới nước như vậy. Và tôi đã lớn lên, tôi đã tiếp tục phát triển, và tôi đã biến thành một con ếch, và tôi đã thở được trên nước. Và sau đó tôi trở thành cây cỏ, và sau đó là một con khỉ, và sau đó là một con siêu khỉ. Con siêu khỉ là như thế nào? Nên con siêu khỉ có một cái điện thoại cầm tay, đó là sự khác biệt duy nhất. Vâng, như vậy, hôm nay tôi có mặt trước mặt quý vị như thế này. 4 tỷ năm trước, mặt trời... xin lỗi, trong 4 tỷ năm tới thì cái mặt trời sẽ nổ tung, đúng không ạ? Sẽ nổ về phía bên trong. Và cái tế bào sinh học mà tôi đã nói với quý vị từ trước là cái tế bào đấy, nó không biết là chúng ta sẽ ở đây ngày hôm nay. Và chúng ta ngày hôm nay sẽ không biết chúng ta sẽ ở đâu trong 4 tỷ năm tới. Đó là một cái vẻ đẹp rất là huyền hảo của cái xã hội, của cái con người cũng như là cái nhân loại này. Và chúng ta đã kiểm soát cái chất lượng và tốc độ của cái sự tiến hóa đó như thế nào. Vâng. Hình như có cái tiếng gì đúng không ạ? Rất là lạ. Vâng, thôi không sao. Vâng, như vậy, tức là cái lịch sử này, ngày hôm nay tôi sẽ nói với quý vị về lịch sử này. Cái sự, cái việc quan trọng nhất và cái lý do duy nhất mà chúng ta tồn tại đó để chia sẻ cái sự tiến hóa này. Có những người đã nói là tôi sẽ sinh ra và tôi lớn lên, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ nghiên cứu sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc, đúng không ạ? Niềm hạnh phúc là gì? Để làm gì? Hạnh phúc để làm gì? Vâng, xin cảm ơn vợ tôi đã giúp tôi. Chúng ta ở đây, có mặt ở đây chỉ có một lý do thôi. Để tham gia vào cái lịch sử cực kỳ ấn tượng này. Chúng tôi không... Đấy là một cái lịch sử rất là đáng ngưỡng mộ. Đấy là một bộ phim đẹp nhất mà chúng tôi đã từng xem. Trong cái lịch sử này, có một cái giây phút cực kỳ quan trọng.
tôi nhớ rất là rõ cái giây phút này. Tôi lúc đấy là tôi đang ăn rau, củ quả với bạn bè trong một căn phòng. Chúng tôi có rất nhiều vấn đề. Và có một giây phút đó, tôi không biết vì sao. Tôi ngẩng đầu lên và tôi nói, tôi có một ý tưởng. Và bạn của tôi ngồi ở xung quanh. Họ hỏi, cái gì đấy? Ý tưởng gì vậy? Và tôi nói, tôi cũng không có, tôi không biết là tôi có ý tưởng gì, nhưng mà tôi sẽ tìm cái ý tưởng đó. Đó là một cái giây phút quan trọng cho tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống, của sự hiện tại, của cuộc sống hiện đại của chúng ta. Là nó tôi thấy, cho tôi thấy là chúng ta là những nhà sáng tạo. Tức là những cái con vật mà chúng ta biết, đúng không ạ? Là những con vật không có trí thông minh. Nhưng chúng ta cũng là con vật, nhưng chúng ta có một khác biệt một chút. Và cái con vật duy nhất có thể tạo được sự khác biệt, đó là chúng tôi. Như vậy thì sự khác biệt của chúng ta, và tôi nhắc lại một lần nữa, tôi nhắc lại một cách rất là rõ ràng, đó là chúng ta là con người và trách nhiệm của chúng ta là để tạo ra những tạo hóa. Và trong 1 triệu năm, có hơn 1 tỷ người trước chúng ta đã sáng tạo rất nhiều thứ, tạo ra cách chúng ta ăn, đúng không ạ? Những cái con nghêu xào ốc hến chẳng hạn, ăn như thế nào? Và có những ai đó đã bước lên một hôm nào đó, đã đi dạo trên biển và thấy một cái con như vậy và nói, cầm đây, chúng ta hãy cầm lấy nó. Nếu mà tôi ăn nó thì sao? Cũng là không khó, rất là khó, đúng không ạ? Tôi phải tìm cách mở nó ra, và anh ta đã nghĩ ra cách mở nó ra và ăn. Tôi có là cái sự ngưỡng mộ với những người như vậy. Tôi có rất là nhiều sự ngưỡng mộ với những người trong khu vực sa mạc, rất là nóng ban ngày, rất là lạnh ban đêm. Và họ ngồi xung quanh cái đống lửa như thế này. Và sau đó họ đi ngủ. Và ngày buổi sáng, mọi người nói chuyện, mọi người thức dậy. Ngoài trừ một anh chàng đó sẽ không nói chuyện. Anh ấy nhìn vào trong cái đống lửa đó. Và anh ta thấy cái gì đó đang cháy, đang chói sáng. Anh ta nhấc nó lên. Anh ta nhìn thấy một cái chất rất là cứng, rất là dễ vỡ, xuyên suốt. Và nó trông giống như là thủy tinh mà chưa bao giờ anh ta nhìn thấy. Và những người khác thì có thể đã vứt đi rồi, nhưng mà anh ta nhìn thấy cái đó và anh ta đã phát hiện đó là thủy tinh. Và chúng ta sẽ thử làm cái gì với nó đi. Chúng ta thử làm những cái đèn, những cái pha lê, hoặc là những cái ly tách, vân vân. Và qua rất là nhiều năm tháng, qua rất là nhiều sự sáng tạo, và tất cả những người chỉ tập trung vào làm những cái sản phẩm từ thủy tinh mà thôi. Vậy thì quý vị thấy không? Chúng ta là những người sáng tạo. Và hôm nay, cái mà tôi muốn nói chuyện với quý vị, đó là một ví dụ. Quý vị nghĩ thế nào về âm nhạc ạ? Một ví dụ, nếu quý vị lấy một cách ngẫu nhiên trong cái căn phòng này, một ví dụ của một người là người sáng tạo. Tôi thấy rất là nhiều những người sáng tạo trong phòng này. Nhưng cuối cùng thì người cuối cùng mà tôi biết tốt nhất, rõ nhất chính là bạn thôi. Vậy thì tôi sẽ nói về tôi. Xin lỗi ạ. Tôi sẽ không nói về tôi, mà nói về cái sự sáng tạo tuôn chảy trong người của tôi. Và tất cả những cái mà tôi làm không phải là làm những cái sự quảng cáo hoặc là để giới thiệu cái gì cho quý vị, một sản phẩm nào đó, mà tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị những lý do tốt, xấu, những lý do đẹp để chúng ta có thể hiểu được một chút thế nào là sáng tạo. Sự khác biệt, những cái lý do khác nhau để chúng ta có khi chúng ta tạo cái gì đó. Tạo là gì? Sáng tạo là gì? Nó là cái này đấy ạ. Sự sáng tạo là một cái gì đó mà chúng ta không thể nào hiểu được. Nó bất ngờ xuất hiện trong đầu của chúng ta, có một ý tưởng. Nó giống như một cái đám mây, và nếu như cái sự sáng tạo rất là đẹp,
giống như là một bài thơ, thì nó là giống như là một cái đám mây màu hồng thôi. Cũng có những cái sự sáng tạo, nó có thể là một đám mây đen, ví dụ như là quả bom nguyên tử chẳng hạn. Như vậy, chúng ta tạo nhiều hơn những cái đám mây hồng hơn là những đám mây đen, đúng không ạ? Vì sao? Vì tất cả chúng ta vẫn còn sống. Tức là cái sự sản xuất của con người tạo những cái sản phẩm tốt và xấu, nhưng có một chút sản phẩm tốt nhiều hơn là sản phẩm xấu, đúng không ạ? Vì vậy, đây chính là sự sáng tạo. Tôi rất là cảm ơn. Đây chính là cái chủ đề của cái ngày hôm nay. Chúng ta có thể kết thúc. Vâng, tôi đùa một chút ạ. Vâng, xin chào. Lúc nào chúng ta cũng phải lịch sự. Xin chào. Tôi xin được nhắc lại quý vị, nếu như không ai, có một ai cho quý vị không nhớ, đây là tên của tôi, Starck. Và sau đó tôi sẽ bắt đầu nói về một cái gì đó và chúng ta sẽ cùng phát hiện. Tôi cũng không biết đâu ạ. Tôi cũng không phải là người sáng tạo làm cái slide này, và đó là vợ tôi. Vâng, ở đây nó ghi như thế này, The Duty of Creativity. Tức là như nào ạ? Tức là chúng ta có cái sự vinh hạnh để làm con người, chúng ta có cái sự vinh hạnh để tiến hóa và để sáng tạo, thì chúng ta cũng có những cái trách nhiệm, đúng không ạ? Vâng, đây một ví dụ, đây là một cái khách sạn mà chúng tôi đang xây dựng ở Pháp. Nó trông giống như một cái tháp. Ở phía trên nó có một cái nhà rất là cũ theo kiểu Đức. Bởi vì chúng tôi rất là, khách sạn này nó gần biên giới với Đức, và chúng tôi tự hỏi tại sao? Và câu trả lời là tại sao không? Tức là không cần có lý do quá nhiều là tại sao phải chống lại một cái gì, sự hiện diện hoặc của ai đó. Sự khác biệt duy nhất là cái khách sạn này nó ở cạnh rất là nhiều những cái tòa nhà lớn hơn, cũng giống như ở đây, Hồ Chí Minh. Có những cái khách sạn rất là đẹp, những cái tòa nhà rất là đẹp hoặc là xấu, hoặc là rất là chán. Nhưng mà có những người họ đến cái khu vực này và họ đã... Họ nhìn thấy cái này. Cái này là cái gì? Họ tự hỏi. Bạn thấy chưa? Mày có thấy không? Ở trên nó có một cái tòa nhà trông lạ lạ lắm. Nó là cái gì vậy? Và tức là cái sự quan tâm rất là thú vị ở đây, đó là nó là cái gì? Vì sao? Sự quan tâm của người ở đây không phải là câu hỏi nó đẹp hay nó không đẹp, nó xấu, mà nó chỉ là chúng ta đi ở trên đường, một ngày chúng ta đang chán trường và chúng ta nhìn lên và chúng ta nó làm thức dậy cái tinh thần của chúng ta, làm khơi dậy cái tầm nhìn của chúng ta. Và chúng ta có thể nói, nếu mà một cái thằng đần nào sáng tạo ra một cái tòa nhà như thế này, thì tại sao tôi, cá nhân tôi, không thể nào tạo được một cái gì khác? Mà nó cũng lạ như thế, cũng chính trị hóa như thế, cũng ngược đời như thế, cũng phá cách như thế. Và chúng ta tiếp tục. Vâng. Với những cái sự khác biệt và những cái sự lạ lắm. Vâng. Với cái nhà hàng mới mà chúng tôi vừa mới thiết kế và mở khai trương ở Ý, ở Venice, thì tôi biết rằng là ở đây có rất là nhiều trong quý vị yêu rất là nhiều, đúng không ạ? Yêu ai đó, nhưng mà chưa có cái cơ hội để nói với cái người đó. Cũng có những cái cặp đôi rất là yêu nhau, mà mặc cho cũng có những cái cặp đã yêu nhau, đã lấy nhau rất là nhiều năm và vẫn còn rất là yêu nhau. Vậy thì tôi có một lời khuyên quý vị hãy dẫn cái người yêu của mình đến cái quán cà phê, cái quán nhà hàng này ở Quadri ở Venice. Vì sao? Vì những người đến đây, tôi đã thấy họ, vì tôi cũng sống ở Venice. Tôi cũng nói được một chút tiếng Ý. Và có những người đến đây và họ như thế này. Họ rất ngạc nhiên. Có một con sư tử với cánh, có các cánh ở trên. Có những cái con thỏ, những con chuột có cánh. Và xung quanh, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.
chỉ có cái một cái như một bài thơ, những thứ mà không thể nào xảy ra đã xảy ra ở đây. Bởi vì chúng ta ở đây hiện diện trên trái đất này là để tạo ra những cái món quà. Khi mà mình sinh ra, chúng ta ký một cái hợp đồng với cái môi trường của chúng ta, với cái cộng đồng của chúng ta. Đó là một trách nhiệm, đó là một cái nghĩa vụ, là không ai có nghĩa vụ phải trở thành thiên tài. Nhưng tất cả mọi người đều phải ký cái hợp đồng này. Và cái hợp đồng này, nó có ý nghĩa rằng là phải làm một cái gì đó để giúp đỡ cái cộng đồng của chúng ta. À, có ai đang ngủ đúng không ạ? Có ai đang rất là buồn chán đúng không ạ? Vâng, tôi quay trở lại. Và tôi, cái cách mà tôi ký hợp đồng này đó là tôi vui, tôi sung sướng. Tôi rất là thích sự hạnh phúc và sung sướng. Tôi thích được cảm nhận và thích được trải nghiệm những cái điều tuyệt vời trên thế giới này. Và tôi tạo ra những cái sáng tạo này để làm cho các những cái quý vị mà đang yêu trở thành yêu hơn. Những người chưa yêu thì cảm thấy bắt đầu yêu. Hoặc là làm những cái thứ rất là ngớ ngẩn như thế này. Đúng không ạ? Và chúng tôi tiếp tục. Vâng, cái này thì chắc là nghiêm túc hơn đấy ạ. Vâng, chúng ta bắt đầu vào cái chủ đề là thiết kế. Thiết kế là gì? Thiết kế là một cái chủ đề mà tôi đã rất là quan tâm và tham gia trong suốt cuộc đời của tôi. Nhưng mà tôi đã là người khơi dậy cho ý tưởng thiết kế dân chủ. Thiết kế dân chủ là gì? Tức là nâng chất lượng và giảm giá thành và cung cấp nó cho càng nhiều người càng tốt. Và tôi đã thành công. Tôi có thể nói rằng là tất cả chúng ta đã thành công. Trong 30 năm hành nghề của tôi, chúng tôi đã có 30... Khi mà chúng ta giảm 3 số 0 từ giá của một cái sản phẩm nào đó, thì chúng ta đã thay đổi hoàn toàn cái môi trường của cái sản phẩm đó. Và chúng ta đã thay đổi cái chính trị, cái khía cạnh chính trị của sản phẩm đó. Vâng. Thì tôi trong cái khía cạnh về thiết kế dân chủ này thì có những sản phẩm rất là tốt, nhưng mà nó không có được truy cập bởi tất cả mọi người, và cái sự thiết kế đó mặc dù là rất là tốt, rất là sáng tạo, nhưng cái này tôi có cảm giác nó hơi quá, nó hơi nặng, giống như những cái đèn chùm này. Rất là tuyệt đúng không ạ? Nhưng mà cũng làm chúng ta có thể là rất là sợ thì nó có thể tấn công chúng ta đúng không ạ? Và tôi rất là cảm giác lâu lâu tôi muốn thấy mình thoát ra khỏi những cái sản phẩm như những cái đèn chùm này và thiết kế một cái gì đó mà chúng ta có thể yêu và nó nhẹ nhàng hơn một chút, nó im lặng hơn một chút. Giống như là chúng ta có những người bạn, đúng không ạ? Có những người bạn để nói chuyện rất là nhiều, lúc nào cũng nói chuyện. Và cũng có những người bạn, họ nói như vậy và chúng ta sẽ như thế này. Chúng ta sẽ bảo rằng là thôi anh đừng nói nhiều như thế. Hãy nói bớt đi, hãy im lặng đi. Và tôi muốn làm những cái sản phẩm mà nó trung bình thôi, nó rất là tầm thường thôi. Tức là như thế nào? Tầm thường nghĩa là gì? Tầm thường nghĩa là chúng ta có thể thấy nó ở những cái trường học hoặc là trong bệnh viện, trong khách, trong nhà khách, vân vân và vân vân. Và tôi đã làm những cái sản phẩm này. Chúng ta có thể thấy những cái này ở trong cà phê. Và quý vị thấy rằng là, đúng ạ, đây là một sản phẩm mà rất là thú vị, đúng không ạ? Có những cái ghế theo cái hiệu Venice như thế này. Tức là chúng ta lấy cái đơn giản nhất và tối giản nhất của mọi vật và sản xuất. Và cái này thì đây là của sản phẩm của hãng Cartel, nhưng mà hôm nay thì tôi không muốn nói nhiều vì đây là sự kiện của Casina. Casina, thế Casina là gì? Đây là Casina. Vâng. Casina tôi không nói nhiều vì họ cũng đang ở đây. Vì họ là người đã trả tiền cho cái màn hình lớn này. Nhưng mà đó là thật sự là một công ty đẹp nhất của thế giới. Họ giống như là giới quý tộc vậy trong cái thế giới thiết kế.
và họ có những khi chúng ta có cái cơ hội được sử dụng sản phẩm của Casina hoặc là để thiết kế cho Casina thì nó giống như là một niềm vinh hạnh cực kỳ lớn, giống như kiểu Schumacher đúng không ạ, một tay đua thể thức một rất là nổi tiếng và đã ký hợp đồng với Ferrari. Vâng. Nhưng mà khi như vậy thì nó giống như kiểu mà bạn có mà mặc một cái quần áo pull bình thường, một cái quần jeans và đã được một người giới thiệu là phải nhảy với lại nữ hoàng của nước Anh thì nó cũng cảm giác như vậy. Tôi cảm giác rất là sợ vì Casina là như vậy, một cái thương hiệu rất là đẳng cấp, rất là có vẻ là hơi cổ điển nhưng mà một cái ý nghĩa rất là tốt về cái từ cổ điển và rất là truyền thống. Nhưng Casina, một cái gì nữa mà một cái chuyên môn của họ là ghế dài, ghế sofa. Bởi vì tôi thì không dùng sofa nhiều lắm. Tôi thường là một là tôi hoạt động là ở trên bàn ăn hoặc là bàn làm việc bình thường hoặc là tôi nằm trên giường. Chứ còn giữa hai cái đó thì tôi ít dùng. Có rất người họ rất là thông minh, họ nằm trên cái sofa như thế này và họ làm việc hoặc là họ nói chuyện. Và tôi đã tạo ra cái bộ sưu tập này, một bộ sưu tập riêng. Có lẽ là bạn chưa nhìn thấy đâu, bạn chưa nhìn thấy cái catalog thật của nó đã được sản xuất bởi Jean-Baptiste Catino. Một cái catalog cực kỳ ấn tượng. Nhưng Casina thường không muốn cho nhiều người xem cái catalog này. Vì sao? Vì nó có vẻ hơi lạ lẫm. Một cái sản phẩm riêng thì nó không có ý nghĩa gì nhiều. Sự quan trọng ở đây đó là phải có một cuộc sống giàu có để cho bạn một cái tầm nhìn rất là rõ ràng. Và cái tầm nhìn này cho bạn một cái đạo đức. Từ cái đạo đức này sẽ cho bạn những ý tưởng và những khái niệm. Và từ khái niệm này sẽ cho bạn cái sản phẩm. Và đây là một cái khái niệm đến từ cuộc đời của tôi. Nó được gọi là Le Sexe. Khi bạn thấy trong những cái tờ báo, bạn chỉ thấy sex thôi. Khi bạn xem phim hoặc là đi đến rạp hoặc là xem trên TV, bạn chỉ thấy sex thôi, chỉ thấy tình dục. Tất cả mọi thứ đều là tình dục. Nó có cảm giác như có một cái sự cắt đoạn, một cái sự đứt đoạn. Vậy thì tôi tự hỏi, tại sao không làm những cái sản phẩm nó kết nối một chút với các cái hoạt động tình dục? Bởi vì những người phụ nữ thì thường ít khi ở vào trong một cái tư thế thoải mái. Vậy thì hãy làm một cái sản phẩm nào đó mà làm cho người phụ nữ hoặc là những người đàn ông già lớn tuổi có thể cảm thấy thoải mái trong cái tư thế của họ. Và tôi đã làm rất là nhiều những bộ sưu tập để giúp tất cả chúng ta để có thể mang tình dục lại trong cuộc sống của chúng ta. Và tôi cứ vẽ nhiều, tôi cứ thiết kế nhiều thì nó lại càng lạ lẫm. Và tôi phải tìm thấy một cái tông cần thiết để chúng ta có thể chấp nhận cái bối cảnh là ông và bà đúng mà vui chơi ngồi trên cái ghế sofa rất là thoải mái và hai tiếng sau thì mẹ vợ xuất hiện và lúc đó thì cái ghế sofa đó đã trông hơi lạ lẫm một tí, trông giống như kiểu nó đã không được sử dụng theo cách mà nó đã được thiết kế, có một vài cái này cái kia đúng không ạ, có một thứ nó quay qua quay lại. Vâng. Và Casina thực ra họ đã loại bỏ khá nhiều các cái chi tiết liên quan đến tình dục của cái sản phẩm này. Nhưng cuối cùng thì sự quan trọng là gì? Tức là cái quan trọng ở đây không phải là tình dục mà là nó là một cái khái niệm, chúng ta luôn luôn thiết kế theo một cái khái niệm nào đó. Và đây là một khái niệm hướng tới tình dục. Đây. Đây là một cái sản phẩm khác ạ. À. Đây là một cái ghế bành một người phụ nữ vừa tháo cái áo lót ra, đúng không ạ? Và đây là cái bộ sưu tập những chiếc ghế có cảm giác rất là thách thức, đúng không ạ?
nó cảm giác hơi hơi lạ lẫm và thách thức. Tôi không muốn nói chuyện nhiều về tình dục mà tôi muốn nói về cái khái niệm ở đây. Đây là những cái sản phẩm khác trong bộ sưu tập này. Tôi muốn nói về cái ghế sofa này. Nó cho thấy một vấn đề mà ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta gặp phải khi mà chúng ta thiết kế cái ghế sofa như này. Chúng ta có hai thứ trong cuộc sống. Chúng ta có cuộc sống thật và cuộc sống tạm gọi là sang chảnh đi. Tức là chúng ta làm cuộc sống chúng ta thấy ở trên các cái tạp chí hoặc là trên mạng hoặc là trên TV rất là cảnh rất là đẹp, những cô gái nửa kín nửa hở, những người con trai đàn ông rất là hoành tráng, đúng không ạ? Đấy là cuộc sống ở trên báo chí. Chúng ta những cái sản phẩm về nội thất cũng thế. Chúng ta thấy rất nhiều những cái tác phẩm nội thất rất là hoành tráng và rất là đẹp. Nhưng những cái đó trong cái tờ báo đấy, nó có phải là cái chúng ta thật sự thấy không? Thực sự chúng ta cần không? Bởi vì cái ghế sofa là một sản phẩm rất là đặc biệt, một cái tác phẩm rất là đặc biệt, vì nó là cái vật mà nó sẽ chiếm một cái vị trí rất là chiếm rất là nhiều diện tích trong nhà của chúng ta. Và chúng tôi muốn sản phẩm thiết kế một cái sản phẩm mà nó sẽ trở thành vô hình. Và đây vô hình là một trong ba cái ý tưởng rất là quan trọng. Thứ nhất là sản phẩm, một cái sản phẩm đẹp nhất của căn nhà. Và thứ hai là những sản phẩm đơn giản nhất. Và cuối cùng là những sản phẩm như thế này, rất là đơn giản. Nó đơn giản và nhẹ nhàng và gần như là vô hình. Kế tiếp, tôi xin nói tiếp về những cái chủ đề khác. Với những cái sản phẩm chúng ta thường hay thấy ở những cái bộ sưu tập rất là tầm thường. Nó gọi là Louis Ghost, bóng ma của Louis. Nó nói về cái gì? Nó nói lên việc là có hai ý tưởng trong cái tác phẩm Louis Ghost này. Thứ nhất là những cái sản phẩm mà chúng ta không muốn thấy và chúng ta không thấy vì nó nhìn xuyên qua, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy nó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó nói chuyện với tôi. Vì nó là một cái biểu tượng của thế giới, của thế giới Tây. Khi chúng ta nghĩ đến một chiếc ghế, thì chúng ta nghĩ đến chiếc ghế này. Tức là cái hình mẫu nó giống như là một chiếc ghế của giới quý tộc của phương Tây, đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy được cái việc gọi là tinh thần hóa hoặc là rời bỏ sự vật chất. Đúng không ạ? Ở đây, tôi muốn nói đến cái thông minh hơn, nhiều công năng hơn và ít sử dụng vật liệu hơn. Và như vậy, chúng ta thấy rằng là cái sản phẩm này thành công trong cái việc giảm bớt các cái vật chất cần cho việc sản xuất. Đây cũng vậy. Đây là một cái sản phẩm cho thế giới phương Đông. Quý vị đừng nhầm lẫn, tôi không phải là người phương Đông. Mà tôi không thể nào mà suy nghĩ được theo một người Á Đông. Nhưng quý vị hãy suy nghĩ xem, sau khi mà tôi thiết kế được cái sản phẩm là bóng ma của Louis, thì tôi bắt đầu tự hỏi. Tôi bị sốc. Tôi đã nhận ra rằng là tôi là một gã đần. Tôi nghĩ rằng là mày nghĩ là mày là trung tâm của thế giới sao? Mày nghĩ là phương Tây là trung tâm của thế giới sao? Chắc chắn là không rồi. Và còn những vùng khác nữa. Và châu Á là như vậy. Và tôi đã dần dần hiểu rằng là chúng ta có thể là cái biểu tượng của một cái tiềm thức chung. Và kết quả là sản phẩm này. Đây tôi nghĩ là một cái sản phẩm đại diện cho tinh thần của châu Á. Đây, sản phẩm kế tiếp này cũng là nói về cái tinh thần đó. Cái này gọi là một cái Masters. Một cái sản phẩm mà thay vì để tìm kiếm cái ý thức giữa Đông Á, phương Đông và phương Tây, thì chúng ta nói đến cái văn hóa của sự thiết kế. Đây là một cái sự kết hợp của những cái biểu tượng khác nhau. Và quý vị thấy không ạ? Ở phía trên, ở cái vòng xoay phía trên, ở cái hình cong phía trên.
Ai ạ? Vas-y plus fort. Vâng, anh nói lên. Ah, oui, Erosarinen. Vâng, Erosarinen. Charlins. Je ne me rappelle plus. Cái cuối cùng tôi không nhận ra, tức là gì? Tức là một cái sự kết hợp của những cái đường kẻ khác nhau. Chiếc ghế này hiện nay đang trở thành số 1 của thế giới và cũng rất là thú vị về vấn đề này. Nó trở thành số 1 bởi vì một cái trò chơi về nhớ. Về trí nhớ, về văn hóa. Vâng. Chúng ta nói tiếp về tương lai. Đây, sản phẩm này gọi là Floss, một cái công ty khác mà tôi đã thiết kế cách đây khoảng 20 năm rồi. Tôi lúc đó đang theo dõi cái chiến tranh xâm lược Kuwait của Saddam Hussein. Hồi đó thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng tôi vẫn tiếp tục yêu hòa bình, đúng không ạ? Và tôi nói, hồi đấy ông chủ của hãng Floss đã nói với tôi, chắc là bạn phải nhờ anh phải làm một cái bộ sưu tập mới. Và tôi suy nghĩ và tôi tiếp tục nhìn xem tin tức về Saddam Hussein cũng như là Kuwait. Và tôi bỗng nhiên có một ý tưởng. Chúng ta phải nói về cái này, phải nói về chiến tranh, phải nói về vũ khí, phải nói về cái chết. Và nếu như ngày hôm nay những cái đất nước, những cái cường quốc thế giới như Mỹ, Nga, Israel, Pháp, Anh, những người đó họ sống rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì họ bán vũ khí. Họ những cái vũ khí này không phải để chơi mà là để giết người. Nếu như ngày hôm nay những cái con cháu của chúng ta có những cái trường rất là tốt và có những cái món ăn, thực phẩm và đồ uống rất là tốt hàng ngày, nó là vì có chiến tranh, có những cái người đã bán vũ khí, có những người có tiền để mua những vũ khí như thế này. Thật ra là tôi đã làm những cái sản phẩm này. Đây là súng Beretta, súng Ý. Cái này là tượng trưng cho nước Nga, súng AK. Cái này là Mỹ, súng M16. Và nó là làm bằng vàng. Và quý vị thấy ở trên, đúng không ạ? Có một cái chùm màu đen để nhớ rằng là chiến tranh, nó đại diện cho chiến tranh. Ở phía trên này có những cái hình chữ thập, nó đại diện cho cái chết, sự chết chóc và có thể là cái sự hy sinh của anh chị em, bố mẹ hoặc là những người chúng ta, đúng không ạ? Cũng tạo diện giống, nhìn chúng ta nhìn những cái sản phẩm này, nó giống như là một cái tên độc tài, một cái sự thống trị độc tài. Kế tiếp, đây là gì đấy ạ? Đây là một cái sự ảo giác, là tiếp tục với những sản phẩm rất là kỳ lạ. Quý vị thấy ở đây chúng ta có cái đèn chùm, giống như là kiểu cái đèn chùm của Hoàng hậu Catherine đệ nhị của Nga. Quý vị cho thêm một chút những cái đây là một cái bao tập đánh boxing, đúng không ạ? Và nó rất là huyền bí và rất là kỳ lạ. Đây là gì? Đây là sự kết hợp, sự hội tụ của một, để kết nối nhiều những sản phẩm lại với nhau. Đây là một cái đèn của Floss. Đây là vợ tôi, ở phía trước là vợ tôi đang ôm hôn tôi, lúc đấy tôi còn trẻ và khỏe hơn bây giờ rất là nhiều. Và đây là một sản phẩm, một cái vật rất là thông minh, nó rất là nhỏ gọn. Bạn có thể đặt cái iPad của bạn lên trên và nó sẽ giúp sạc và cái iPad của bạn, và nó cũng chiếu đèn cho bàn của bạn, rất là thông minh. Sự thông minh là gì? Tức là cho nhiều hơn với ít hơn. Bạn đừng cho nhiều hơn với nhiều hơn. Và cái điều tồi tệ nhất là cho ít hơn với ít hơn. Chúng ta tiếp tục. Đây là một cái phòng thí nghiệm. Tôi là người hơi giống cộng sản. Và tôi không thích những cái vật liên quan đến sự sang trọng hoặc là tốn rất nhiều tiền. Nhưng tôi có lâu lâu tôi cũng có một cái chiến lược. Một cái chiến lược hơi giống như kiểu du kích. Tức là lấy của người giàu và chia cho người nghèo.
giống như kiểu là Robin Hood. Tôi thiết kế cho những người cực kỳ giàu, họ là bá chủ của thế giới, và họ nói, họ đến với tôi, họ nói: Philippe, vẽ cho tôi một cái con tàu lớn nhất trên thế giới, hơn 100 mét, 23 tấn, và đây là một sản phẩm cực kỳ ấn tượng. Và quý vị biến nó thành một cái phòng thí nghiệm cho tất cả những công nghệ trong tương lai, công nghệ về sinh thái, công nghệ về hỗ trợ người, hỗ trợ thư ký ảo, vân vân. Và đây là một cái vật rất là tân tiến của thế giới trên vùng biển. Người ta có thể sống 20-30 năm trên cái con tàu này. Chúng ta sẽ tiếp tục với những con tàu. Đúng ạ. Đây là lại một con tàu mà tôi gọi là Tenders. Tôi không nói nhiều về thời gian không nhiều. Đây là tàu của Steve Jobs. Tàu của Steve Jobs nhỏ hơn. Và nó ngược lại. Tôi muốn nó gần như là vô hình. Vì Steve Jobs không muốn có tàu. Lúc đấy là ông ấy cũng đang là trong cái giai đoạn cuối đời mình rồi. Ông ấy muốn làm một cái gì đó, muốn làm một cái gì đó để mình ngừng đau thương lại. Và tôi đã làm cái sản phẩm này cho ông ấy. Một cái sản phẩm gần như là vô hình, gần như là nhìn xuyên qua được. Tất cả những cái này là đều làm bằng kính. Ở trên cũng là kính. Ở trên cùng cũng là nửa kính. Hiện nay nó cũng đang trên thế giới. Nó đang đi qua rất nhiều nước khắp nơi, nhưng mà không ai bao giờ nói với tôi rằng là tôi vừa thấy cái tàu của Steve Jobs. Nó gần như là vô hình. Nó là một cái công nghệ cũng khá là tân tiến. Bạn có thể thấy cái kính ở đây, đúng không ạ? Ở khu vực giữa. Dài 23 mét, cao 3 mét, dài 6 mét và có cái đường cong. Rất là ấn tượng. Có những cái thứ ở trên con tàu mà nó sẽ không có mặt ở đâu khác trên thế giới này. Tiếp, tôi muốn nói về cái sản phẩm này cũng là một cái sự cách mạng. Nó là cái tàu đầu tiên đang muốn là cái con tàu đầu tiên mà nó hài hòa với mẹ, với đức mẹ là đại dương. Quý vị thấy những cái đường cong ở đây. Nó gần như là kết nối với những cái đường cong của sóng, cũng như là đường cong của những con cá voi. Thì tại sao? Vâng, khi mà bạn lái một cái con tàu du thuyền, gọi là siêu du thuyền đi, bạn đi ra ngoài, đúng không ạ? Rất là vĩ đại, rất là hoành tráng. Thì hoàn toàn khác với cái con tàu này. Con tàu này nó gần như là hài hòa với thiên nhiên và mẹ đại dương xung quanh. Và cái hình thái của nó cũng rất là hài hòa. Chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta tiếp tục với cái những cái sản phẩm tốt nhất. Tôi đã nói với quý vị rằng là 4 tỷ năm nữa thì mặt trời sẽ nổ tung, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ phải tiến hóa như thế nào? Chúng ta phải tìm được cái giải pháp để thoát. Chúng ta còn 4 tỷ năm để thoát khỏi cái thế giới này trước khi nó nổ tung. Và cái lịch sử của con người sẽ không kết thúc trong 4 tỷ năm nữa. Nó sẽ kết thúc ở trên cái trái đất này thôi. Chúng ta sẽ rời đi một nơi khác. Và chúng ta sẽ không rời đi bằng cái tên lửa đâu. Chúng ta có thể sẽ rời đi bằng cái gì đây ạ? Một cái sự chuyển hóa những cái nền văn minh của chúng ta bằng âm nhạc chẳng hạn, vân vân và vân vân. Nhưng cuối cùng thì hôm nay thì chúng ta phải làm việc với những gì chúng ta có để tạo ra không gian. Và đây cũng là cái sự dân chủ hóa của không gian. Tại vì hiện nay thì chúng ta chỉ có những cái khu khám phá của quân đội thôi. Và tôi thì không quan tâm đến quân đội. Cái này thì nó hơi bí mật một chút. Chúng tôi không thể nói nhiều với quý vị.
tôi được giao trách nhiệm thiết kế một trong những cái tàu vũ trụ trên NASA. Đây là một dự án tên là Axiom Space. Và đây là cái phòng tương lai của những cái nhà phi hành đoàn. Nếu hôm nay chúng ta có những cái phòng như thế này, quý vị có cái phòng bếp đúng không ạ? Chúng ta có cái có cái máy hút bụi vân vân và vân vân. Khách hàng của tôi cũng rất là hài lòng với cái sản phẩm này vì nó rất là thú vị. Tôi sẽ không nói quá nhiều về các cái chi tiết. Nhưng mà tôi nói chuyện với những người ở trên NASA, với những cái thành viên của phi hành đoàn này, và họ rất là ấn tượng. Và người ta hỏi, thế các anh làm gì? Họ làm gì trên đó? Chúng tôi làm việc, chúng tôi tập thể dục, thể thao, chúng tôi ngủ, chúng tôi rất là mệt. Họ nói như vậy. Những người du hành vũ trụ nói như vậy. Thế còn họ, anh chơi kiểu gì? Thế thì cả tuần họ làm gì? Họ nói rằng là chúng tôi không làm việc vào thứ Bảy và Chủ nhật. Vậy thì các anh làm gì vào thứ Bảy và Chủ nhật? Họ nói, chúng tôi ngủ nhiều hơn hoặc là làm một chút thể dục, thể thao. Tôi nói, thế thì sau đấy thì sao? Chắc là anh ta sẽ chán chứ. Và anh nói, chúng tôi đi vào trong cái ống này, thùng này, và chúng tôi nhìn trái đất. Và nếu mà tôi tính toán thì đúng thì tôi bảo là vậy thì các anh sẽ nhìn trái đất 8 tiếng à? Họ nói, vâng, và không. Như vậy là các anh nói với tôi rằng các anh sẽ dành 8 tiếng để nhìn trái đất. Và họ nói, đúng. Vậy thì có vấn đề gì ở đây rồi? Vậy thì vì họ tưởng tôi là một gã đần vì tôi không biết gì về du hành không gian. Và tôi bắt đầu hiểu hơn. Và vấn đề của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta ở dưới trái đất. Và chúng ta nhìn lên phía trên và chúng ta thấy rằng là chúng ta không hiểu gì về họ. Thực ra họ chỉ nói rất là hạnh phúc. Gần như là hạnh phúc hoàn toàn, chỉ trừ cái vấn đề liên quan đến đi vệ sinh thôi. Và đây là một số những cái sản phẩm khác. Đây là những cái huy chương, những cái huân chương mà sẽ được sử dụng cho cái sự kiện Olympic 2024 tại Paris. Nếu mà bạn thắng thì bạn sẽ thắng một. Hồi xưa đúng không ạ? Một người sẽ thắng huy chương. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà ai đó thắng một cái giải thưởng thì nó là một cái nỗ lực của toàn đội. Vậy thì nếu mà chúng ta chỉ trao một huy chương thôi thì nó không công bằng. Vậy thì tôi thiết kế ra một cái huy chương có thể cắt nhỏ ra như thế này. Bạn có thể cắt ra và bạn đưa cho huấn luyện viên, đưa cho đồng nghiệp, đưa cho người bên tài trợ, vân vân và vân vân. Bởi vì ở đây cái khái niệm ở đây là khái niệm chia sẻ. Quý vị thấy không ạ? Cái việc mà chia sẻ một phần cái huy chương của mình cho những người khác bởi người thắng cuộc là một cái khái niệm rất là nhân văn. Ở đây tôi làm một cái chương trình quảng cáo. Đây là một cái nàng tiên cá. Và tôi làm một cái affix rất là lớn với cái nhà vô địch thế giới trong nội dung lặn. Và đây quý vị thấy nữa ạ, những người này đang ở dưới nước và đang uống nước khoáng. Tức là gì ạ? Nó là một cái thông điệp rất nhỏ thôi, tức là nó nói rằng ở phía trên đúng không ạ? Tức là không phải là chỉ có phụ nữ mới là những nàng tiên cá, mà đàn ông cũng có thể là những nàng tiên cá. Đây là một cái sản phẩm nữa. Đây là cái bia riêng của tôi. Đây là cái sự tao nhã mà có thể được mọi người có thể nhận được. Mọi người có thể tiếp cận được, đúng không ạ? Tôi đến những cái nơi, những cái quốc gia mà nó nóng, những đất nước nhiệt đới, những cái sản phẩm rất là thông dụng là cái đôi dép lê này,
flip flop sandal, đúng không ạ? Có rất có hàng tỷ tỷ những cái sản phẩm dép như thế này trên thế giới, nhưng mà nó không đẹp. Nó có thể rất là tiện lợi nhưng nó không đẹp. Và tôi đã bắt đầu suy nghĩ xem phải thiết kế ra cái những cái sản phẩm dép với công ty công ty Ipanema, vâng, để có thể sản xuất ra những cái sản phẩm này cùng một giá nhưng mà tiện lợi hơn, đẹp hơn, thời trang hơn, và cho phép một cái người phụ nữ, một cô gái không có nhiều tiền có thể mua những cái đôi dép cực kỳ xinh xắn như thế này. Tôi thích những cái đồ như này, đúng không ạ? Cái đồ ở phía trên, đôi mà tôi thích nhất. Như vậy là gì? Lại thêm một lần nữa là cái việc, chủ đề về thiết kế dân chủ đã được hiện hóa ở đây. Đây là một chiếc xe điện. Chắc là quý vị cũng biết nhiều rồi. Cái gì thú vị ở đây ạ? Chúng ta nhận ra trong chiếc xe này là chúng ta không cần quá nhiều. Mọi thứ ở trong một chiếc xe ô tô chúng ta đều có ở đây. Nhưng mà trong một chiếc ô tô bình thường thì các bạn sẽ không thấy hết vì tất cả mọi thứ đều được che chắn. Nhưng sản phẩm này thì nó cho thấy rằng là chúng ta giàu có. Chúng ta giàu có bởi vì tất cả các chiếc xe đều như nhau, ngoại trừ một thứ, đó là cái logo của nhà sản xuất Citroën, Audi, Mercedes-Benz, vâng, BMW, vân vân, đúng không ạ? Nhưng mà ở bên trong thì nó như nhau. Vậy thì sản phẩm này cho thấy được cái sự, chúng tôi xin lỗi ở đây là cái sự thối nát của cái sự giàu có. Và nó, sản phẩm này tượng trưng cho cái sự dân chủ của cái thiết kế của tôi. Và quý vị thấy đúng không ạ? Một sản phẩm, nếu quý vị cần một chiếc xe, chúng ta không cần tất cả những cái hình thái ở ngoài rất là phiền hà và không cần thiết. Và quý vị có thể dùng một chiếc xe như thế này, rất là đơn giản. Đây là cái vòi nước. Một cái sự kỳ diệu về công nghệ, tôi có thể nói như vậy. Ta có thể biến tất cả mọi thứ thành một những thứ thú vị. Những cái vòi này, tôi đã làm việc với công ty Axor để tạo một cái vòng xoáy ở trong này. Rất là đẹp. Nó giống như kiểu là một cái cơn lốc. Dans l'hémisphère nord, le vortex tourne dans un sens. Dans l'hémisphère sud, il tourne dans l'autre. Nó có thể quay hai chiều, một chiều kim đồng hồ, một chiều ngược lại. Khi mà bạn uống rất nhiều rồi, bạn tỉnh dậy trong khách sạn, bạn đã quên rằng là bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn mở vòi nước ra, bạn thấy cái vòi rồng quay như thế này và bạn nói, như vậy là tôi biết là tôi ở trong một cái vùng nào đó và nó có thể cho bạn biết được, nhắc bạn về cái nơi bạn ở. Với nước thôi, rất là đơn giản, với nước thôi chúng ta cũng có thể có những cái sự sáng tạo. Một cái sản phẩm như vậy cũng rất là đơn giản, làm bằng thủy tinh. Kế tiếp là gì ạ? Đây là gì? Đây là một sản phẩm rất là thú vị. Chúng ta đã nói về cái việc tháo gỡ vật chất lúc nãy. Và tôi nghĩ rằng cái việc tháo gỡ vật chất đó sẽ dẫn cái việc thiết kế đến một cái ngõ cụt, tức là cái sản phẩm duy nhất, cái nội dung duy nhất mà chúng ta quan tâm, thì nó sẽ bị những cái khó khăn như này. Tức là đây là một cái điện thoại, đúng không ạ? Một cái điện thoại thông minh. Cái thứ duy nhất mà chúng ta quan tâm ở một cái điện thoại di động đó là chúng ta nói chuyện với ai, chúng ta thấy cái gì trên màn hình. Cái điện thoại càng ngày càng lớn, cái màn hình càng ngày càng lớn, cái độ dày của nó càng ngày càng mỏng. Và cuối cùng thì càng ngày càng ít thứ đi và cuối cùng không còn gì nữa, không còn thiết kế. Và vì vậy tôi đã làm cái sản phẩm này với hãng Xiaomi. Và nó cũng rất là thành công. Năm nay họ đã nói với tôi, thế năm tới chúng ta làm gì? Họ đã hỏi tôi như vậy. Và tôi bảo rằng không làm gì, tôi không làm nữa. Bởi vì ngày hôm nay, cái công nghệ không cho phép chúng ta làm gì ít hơn thế nữa.
về họ nói vậy thì làm nhiều hơn đi và tôi nói không. Lịch sử của sự tiến loại của sự tiến hóa của nhân loại là làm ít hơn và cho nhiều hơn chứ không phải làm nhiều hơn và cho nhiều hơn. Bởi vì đây là một vấn đề của các nhà thiết kế. Khi mà bạn có một cái tầm nhìn và một cái sự chân thành như một nhà thiết kế thì bạn sẽ bị đi vào một cái ngõ cụt như này vì bạn sẽ phải tìm cách tháo gỡ vật chất nhưng mà vẫn phải thiết kế. Đây là tôi xin được giới thiệu về cái sự sinh hóa hoặc là sinh cơ khí hóa. Tức là gì? Tức là những cái dịch vụ, những cái sản phẩm, những cái máy móc như cái điện thoại, như cái máy tính vân vân mà nó ở phía ngoài của chúng ta. Nó sẽ dần dần chui vào trong cơ thể chúng ta. Cách đây 40 năm, khi mà chúng ta nói về những cái thí nghiệm của Frankenstein thì bây giờ nó đã thành công rồi. Hôm nay thì chúng ta không có những cái điều khiển xa từ những cái máy móc nữa mà bây giờ nó ở ngay trên phía tay của quý vị hoặc là nó có thể gắn vào trong tai của quý vị và tất cả những sản phẩm này đã được dân chủ hóa. Và tiếp chúng ta nói về cái sản phẩm này, đây là cái kính mát thôi ạ, nhưng mà chúng tôi đã sản xuất bên tay phải một cái microphone giống như con người và nó làm các cái đường cong của nó giống như là đường cong của con người. Và để cho thấy gì? Cho thấy rằng là sản phẩm của tương lai, những cái thiết kế của tương lai nó phải hài hòa với con người để nó có thể cảm thấy thoải mái hơn đối với người dùng và nó có thể dễ tích hợp vào cơ thể của chúng ta hơn. Nếu mà tôi đeo cái này thì tôi trông giống như là một cái tay buôn ma túy, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà ở đây, cái tôi muốn nói là cái từ biomechanic, tức là sinh cơ khí học, tức là kết hợp giữa sinh học và cơ khí học. Đây, các bạn có thấy đây hơi giống như là một cái cuộc cách mạng. Vâng, đây là tất cả những cái đường cong khác nhau, tôi không nói nhiều về vấn đề này. Và cuối cùng, tôi nói về cái dự án mà tôi yêu thích nhất. Đây là cái thương hiệu nước hoa riêng của tôi. Vấn đề ở đây là gì? Tôi là một người mơ mộng chuyên nghiệp. Tôi được sinh ra, được trả tiền để mơ. Vấn đề là tôi là một trong những nhà sáng tạo cuối cùng để theo vật chất. Chúng ta đang ở trên trái đất này, đúng không ạ? Tất cả những dự án, những cái giấc mơ của chúng tôi đều cuối cùng biến thành những sản phẩm. Và tôi thì tôi không thích sản phẩm. Nó rất là to, nó rất là xấu xí. Và tôi muốn làm một cái gì đó nó trừu tượng. Tôi không phải là nhà văn, tôi không phải là nhà hát, tôi ca sĩ, tôi không phải là nhà chính trị. Nhưng nước hoa thì được. Nước hoa nó là một cái gì đó trừu tượng. Bởi vì chỉ một miligram của nước hoa thôi, bạn có thể tạo ra được một vũ trụ. Đó là cái giác quan mà vào trong não của bạn nhanh nhất. Và vũ trụ này rất là thú vị. Đặc biệt đối với phụ nữ. Bởi vì phụ nữ họ sống trong một cái xã hội được tạo ra bởi và cho người đàn ông. Và họ cảm thấy không được thoải mái và không được an toàn. Và khi một người phụ nữ họ xịt cái nước hoa này vào buổi sáng, nó cũng giống như là một cái áo giáp vậy. Bạn sẽ đi xung quanh trong cái vũ trụ riêng của mình, sẽ cảm thấy tự tin hơn. Và vì vậy mà tôi đã làm những cái sản phẩm về cái nước hoa này. Tôi cũng có những cái tin nhắn khác, ví dụ như nó là một cái định nghĩa của những cái mà tôi muốn thấy cho đàn ông và đàn bà. Đây là cái sản phẩm gọi là Didofam, một cái nó là cái nước hoa của nữ, nhưng mà trong đó nó có thêm một vài các cái chất liên quan tới cái sự trí thông minh của người phụ nữ và cái trách nhiệm cho tương lai. Cái này thì rất là nhiều cái sản phẩm khác nhau. Cái này thì nó giống như là cái nước hoa của đàn ông. Tôi thì không thích đàn ông. Nhưng mà bên trong thì lại có một ít các cái xu hướng của phụ nữ.
nó dành cho những người đàn ông thông minh, nói chuyện một cách nhã nhặn, thông thái và có một chút nữ tính ở bên trong. Ở đây, sản phẩm ở giữa, thì nó không phải cho nam mà cũng không phải cho nữ, không phải cho bất kỳ một giới tính nào. Nó cho cái tương lai, cho cái thế hệ trong tương lai của chúng ta. Khi những người đấy không còn quan tâm đến những cái câu chuyện của nam và nữ nữa. Không phải, tôi không nói đến những cái người đồng giới tính. Tôi đang nói những người mà họ ra ngoài khỏi cái phạm trù về giới tính. Và cái thế hệ mới này sẽ là một cái thế hệ cực kỳ khác biệt. Và họ sẽ có những cái ý tưởng rất là khác biệt về cái giới tính khác nhau của chúng ta. Và tôi tiếp tục. Chúng ta đã kết thúc. Vâng, xin lỗi bà vợ của tôi cũng đã chuẩn bị slide đến đây thôi. Tôi muốn cho quý vị thấy một cái tấm ảnh. Hồi đó, tôi 16 tuổi. Đúng ạ. Cũng rất là lâu rồi. Tôi hồi đó tôi 16 tuổi, tôi ở trong một cái căn hộ rộng như này, tôi không có tiền. Tôi không có tiền để mua nội thất. Nhưng mà mua đèn thì được. Vì sao? Có những người hỏi tôi tại sao lại mua đèn mà lại không mua nội thất. Và tôi hồi đấy tôi tự hỏi tại sao cái đèn lại sao lại phải là một cái vật to lớn trong nhà? Tại sao nó phải đứng? Tại sao nó phải cố định? Và tôi lúc đó, với những ý tưởng đó, tôi đã tự sáng minh ra những sản phẩm như thế này. Một cái chất, tôi dán bằng là những cái băng keo ở đây. Và tôi đã sáng tạo ra cái đèn bay đầu tiên trên thế giới. Một ít dây, một ít băng keo, một ít nhựa. Rất là đơn giản. Và chúng ta chỉ có đơn giản là chúng ta làm thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Well, thank you so much. So please stay for the questions. Thank you. Alors maintenant, c'est à vous de travailler. Vous devez me poser des questions. Vous pouvez me poser n'importe quelle question. Je n'ai strictement rien à cacher. Oh, c'est gentil. Merci. Sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng tham gia một phần trao đổi hỏi đáp ngắn với lại ông Philippe Starck, và chúng tôi sẽ có hỗ trợ phần phiên dịch ngay trên sân khấu nên quý vị không cần phải đeo tai nghe đâu ạ. So please come on stage. Alors, si vous n'avez pas de questions, ne vous inquiétez pas, il y a des gens dans la salle qui sont payés pour poser des questions pour quand même que vous ayez l'air un petit peu intéressé. So we have a question for you from the gentleman. Thank you. Bonjour Philippe, c'est Othello à l'appareil. Salut Othello. Comment vas-tu? Ça va. Voilà. Ça fait plaisir de te voir ici à Saigon. Merci. Ah non, pas Saigon, à Ho Chi Minh. À Ho Chi Minh. Et je voulais te demander de nous raconter un petit peu des histoires quand tu avais rencontré Khazar à l'époque et comment il a influencé ton travail. Alors, je vous réponds, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup. Mais le... C'est une longue histoire que je vais essayer de faire courte. Comme vous l'avez compris, j'ai toujours été intéressé par la dématérialisation. Et je me disais comment on peut faire des objets, des maisons, avec le minimum. Et à l'époque, il y avait cette possibilité, qui s'est avérée plus ou moins fausse, de faire des objets et des maisons gonflables. Donc, j'avais 16 ans, j'étais à l'école, et j'ai eu l'occasion de faire une structure gonflable géante, énorme, qui remplissait le Grand Palais à Paris, qui a eu beaucoup de sensations, qui est passée au journal télévisé. Et en même temps, il y avait en effet... Ah, c'est pour ça la question. Rein Kain, un Vietnamien, évidemment, suis-je bête. Et il y avait un Vietnamien extraordinaire, un inventeur extraordinaire, Rein Kain, qui faisait des meubles gonflables. Et donc, on s'est mis ensemble, c'est-à-dire que lui avait créé cette compagnie qui s'appelait Khazar, de meubles gonflables. Puis après, il est parti faire d'autres inventions. J'ai repris sa place pour faire des meubles gonflables. Je le rappelle, j'avais 16 ans et j'avais une usine entière à diriger. C'était assez étonnant. Et c'était une très belle aventure avec un seul défaut,
c'est qu'on ne savait pas à l'époque, mais on aurait pu s'en douter, c'est que le gonflable, ça se dégonflait. Donc l'aventure s'est arrêtée là. Mais vous avez raison de parler de Rhine Can, qui peut être une fierté pour le Vietnam, parce que c'était un génie absolu. Il avait fait une voiture cubique, transparente, qui reste un modèle de l'automobile, et qui m'a servi de modèle d'ailleurs pour ma voiture électrique. Puis il a étudié des coques tripodes, qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les wave piercing, qui servent pour toutes les marines avancées, pour plein de choses. Donc c'est un génie, et il est mort récemment, et nous le regrettons tous. Très bonne question. Bien payé. Allez, une autre question, allez. Après, on va se coucher. Avant de dire, attendez, je fais juste un sommaire de ce que vous... Je vous en prie. Khán giả, vị quý khách có hỏi rằng là cái cảm hứng của ông khi mà tạo ra những cái sản phẩm này, và đặc biệt là trong quá khứ là có cái sản phẩm là cái đèn bay và nổi như vậy, thì ông có nói rằng hồi ông 16 tuổi. Ông ấy 16 tuổi thì ông ấy hồi đó thì cũng đang đi học, thì có những cái dự án mà có thể là thiết kế ra những cái nhà bay, cũng như những cái sản phẩm về đồ gỗ mà có thể là bay và bơm khí vào được. Thì đấy cũng là một cái câu chuyện, và ông ấy cũng nói rằng là ông cũng rất là ấn tượng với Việt Nam, bởi vì các cái vị thiết kế, những cái nhà thiết kế của Việt Nam cũng rất là nổi tiếng, và cũng có những người đã cho cái ý tưởng trong quá khứ. Mình xin vắn tắt như vậy. Il a fait court, hein? Une autre question amusante? Okay, hold on. Okay, hold on. N'êtes pas forcé. Ladies, please stand up, please. Bonjour. Bonjour. Je vous vois designer pour des objets du futur et aussi pour l'espace. Et en fait, je suis très concernée par des questions environnementales et le design orienté vers le développement durable. Je voulais savoir si vous aviez des projets orientés vers des matériaux écologiques, ou si vous avez déjà pensé à designer des objets ou des meubles faits avec des matériaux écologiques, ou biodégradables, ou durables. Ou... Alors, évidemment, moi j'ai eu une chance par hasard, j'ai été plongé dans l'écologie très 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 jeune. Donc ça a toujours été un vrai sujet pour moi, on pourrait dire normal. L'écologie dans mon travail, vous avez parlé de matière, oui, évidemment. On a été les premiers et on continue à avoir fait des collections de meubles entièrement en matière issue de matières naturelles, avec Magis, par exemple. Puis, je suis le premier à parler de l'ère post-plastique. Car il faut savoir que 80% de la population du monde à ses premiers conforts grâce à des objets très simples en plastique, la bassine dans laquelle on lave l'enfant le matin, à midi dans la même bassine on fait le déjeuner, et le soir on met les affaires parce qu'il y a une guerre civile et on doit courir, on voit ça sur toutes les photos. Donc il va y avoir un vrai problème à l'ère post-plastique, c'est-à-dire post-pétrole, parce que le pétrole aura disparu à peu près dans 5 ou 7 ans, et les premiers conforts de ces gens-là auront totalement disparu. Donc, ayant conscience de cela, je travaille depuis très très longtemps sur les plastiques, donc dits bioplastiques, mais hélas, les réponses ne sont pas très très positives. On n'a pas encore de vraies solutions de bioplastiques. Il est hors de question, par exemple, de faire la Louis Coast en bioplastique, ça n'existe pas. Mais surtout, le problème du bioplastique, c'est qu'il est souvent fait à partir de choses qui se mangent. Et le plus important aujourd'hui, la pollution est très très importante, mais le plus important, c'est les futures famines. Il est annoncé dans 3 ans maintenant, des grandes famines mondiales. Et il est hors de question qu'on fasse pousser des légumes qui pourraient se manger pour faire des chaises. Donc aujourd'hui, le problème reste entier. Et après avoir créé le mouvement de écologie démocratique, où on a fait des éoliennes abordables, plein de produits comme ça,
Je me suis aperçu que tout ceci était très décevant. Il y a beaucoup de gens comme moi qui travaillent là-dessus, des gens qui travaillent beaucoup plus sérieusement que moi d'ailleurs, mais au final, quand on voit les vrais chiffres, on s'aperçoit que la créativité de tous les meilleurs du monde depuis les 15-20 dernières années peuvent peut-être être la réponse à 5% des nécessités écologiques. Autrement dit, la vraie position écologique aujourd'hui, c'est simplement de consommer moins. Donc c'est très très facile, on peut le faire tous. Il n'y a pas besoin d'invention, il n'y a pas besoin de créer d'autres objets. Mais le problème qu'il y a, c'est que comme on l'expliquait au début de cette conversation, nous sommes avant tout des créateurs. Et donc c'est très difficile de demander à des créateurs dont la raison d'être est la création, de consommer moins, puisque consommer moins veut dire produire moins, et produire moins, ça veut dire moins inventer, moins créer. Donc aujourd'hui, le vrai travail que j'ai, c'est de poser la question à des scientifiques, à des gens, au maximum, à vous aujourd'hui, qui a la solution de ce que l'on pourrait appeler une décroissance positive. Autrement dit, faire décroître la production, mais en continuant à créer. Moi, je n'ai pas la solution. Et pourtant, il faudra avoir la solution, parce que c'est la seule qui fonctionne. Si simplement chacun de nous décroissait de 15-20%, ça suffit amplement. Il n'y a plus aucun problème écologique. C'est presque rien, mais on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas le faire. Parce que notre cerveau, notre ADN, toute notre histoire ne sait pas le faire. Donc la question est posée, comment décroître en croissant? Merci, très bonne question. À, câu hỏi của bạn là liệu ông Philippe Starck đã có những cái dự án cũng như là các cái sản phẩm nó hướng tới thân thiện đến môi trường, xây dựng cái sản phẩm có thiên hướng bền vững và bảo vệ nền sinh thái. Thì câu trả lời của ông Philippe Starck là trong cuộc đời của mình, ông cũng đã có một vài các cái dự án, ví dụ như những cái sản phẩm sử dụng nhựa sinh học chẳng hạn, hoặc là những cái bộ sưu tập mà hoàn toàn là đến từ những cái chất liệu mà thân thiện với môi trường. Tuy vậy thì kết lại thì ông ấy cũng kết luận rằng là trong rất là nhiều năm ông ấy hoạt động thì cũng chưa có được một cái giải pháp nào mà ông ấy cảm thấy là hoàn toàn yên tâm. Và cuối cùng thì tất cả những hoạt động của chúng ta liên quan đến việc sáng tạo cũng như là sản xuất ra những cái sản phẩm thân thiện với môi trường chỉ đáp ứng được 5% cái nhu cầu sinh thái của con người thôi. Vì vậy cái lời giải tốt nhất vẫn là giảm sử dụng. Tức là chúng ta có thể tiêu thụ ít hơn, mặc dù là chúng ta vẫn sản xuất ra và chúng ta vẫn sáng tạo đều như vậy. Thì cái này ông mới gọi là cái việc giảm tăng trưởng một cách tích cực. Thì đây là cái ý cuối cùng của ông, và ông hy vọng tất cả chúng ta sẽ đều chung tay vào cái việc giảm tăng trưởng này. So to summarize a bit in English, so the question is how can we have a sustainable and friendly with the environment way to design and to create? And Mr. Philippe Starck, your response is that you have been involved with a couple of projects, using a lot of the materials that are environmentally friendly. But so far, you have been a little bit disappointed because the different kind of solutions are not up to what you expect, and we only satisfied about 5% of the environmental needs of the humans. And your response is that overall, we need to consume less, if possible. We try to decrease the growth in a positive way, but in keeping intact our creation and our creativity and all of that. Bravo. Thank you. Can I have more questions on my right? Il a fait en vietnamien, il a fait quelques fautes d'orthographe, mais globalement c'était bien. Any question from my right? Okay, could you stand up? Oh, you need the mic. Could you please use the mic so we have, because we have translate. Okay. Thank you. What's the impact of culture, especially here in Vietnam or in Asia in general, on design, in your opinion? I have no idea. I have no idea because there is a trap, which is even a demagogic trap, which is try, oh, tiens, c'est en anglais,
which is try to think for other people. I don't try to think like a Vietnamese. I am not Vietnamese. I have not your culture, I have not your history. I think like I think. I try to be universal, but I know it's not universal. The only right answer to your question is to ask the young, or the Vietnamese creator, what they think about the future of Vietnamese creativity. I cannot answer. I have no idea. I have no idea. I even have no idea about French. You know, we have to avoid folklore. And also, it's a little more complicated because the world now, it's not made by country. It's made by tribes, cultural tribes, sentimental tribes. All the country now are made of the same different tribes. Tribe 1, 2, 3, 4, 5, 6, which are exactly the same. Tribe 1 is in Ho Chi Minh today, is in Milano, is in Tokyo. That means I represent one tribe. There is people here who represent one other tribe, but we cannot speak generally now. There is individuality in different countries who know what is good for their own culture, for their own tribes. Vâng, câu hỏi của vị khán giả ở đây là ảnh hưởng của văn hóa đến với cái sự sáng tạo của ông Philippe Starck như thế nào? Thì câu trả lời của ông Philippe Starck đó là thực ra thì ông cũng không biết. Bởi vì ông ấy cũng không phải là người Việt Nam, ông ấy không nắm về văn hóa Việt Nam. Và thực sự nếu hỏi thì ông ấy cũng không nắm nhiều về văn hóa Pháp. Tuy vậy, ông ấy cho rằng là hiện nay chúng ta không định nghĩa văn hóa theo quốc gia, theo vùng lãnh thổ nữa, mà chúng ta định nghĩa theo các cái bộ lạc. Từ ông ấy được dùng là bộ lạc. Tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng có thể có một bộ lạc, và bộ lạc đấy cũng có thể hiện diện ở Milano, ở Ý. Và chúng ta có thể chúng ta nói những cái ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng ta chia sẻ cùng một cái cách suy nghĩ và một cái phong cách. Vì vậy thì nếu mà anh muốn hỏi kỹ hơn thì có thể hỏi người Việt Nam, những cái anh chị thiết kế Việt Nam xem hiện nay là họ cần gì cho cái văn hóa, nền văn hóa của Việt Nam trong cái thiết kế trong tương lai. Cảm ơn anh. Xin mời chị lúc nãy giơ tay. We have the question from the lady. Yeah. Thank you. Xin chào ngài Philippe Starck. Tôi là Anna Lee, tôi làm việc ở một nhà đấu giá nghệ thuật. Chính vì thế mà tôi nhìn các cái tác phẩm thiết kế của ngài giống như một tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn là những cái thiết kế bình thường nữa. Tôi rất là yêu thích các cái thiết kế của ngài. Tôi thậm chí có một cái đồ vắt nước chanh của ngài mà đang được trưng bày tại bảo tàng MoMA, và tôi để cái đồ vắt nước chanh ở nhà. Và tôi trưng bày nó giống như một tác phẩm nhiều hơn là để dùng nó để vắt nước chanh. Đôi khi thì những cái vị khách tới nhà thì chúng tôi bàn luận về những cái thiết kế của ngài. Thưa ngài, thì trong cái bài trình bày vừa rồi đó, ngài có nói là phụ nữ chúng tôi đang sống trong một cái thế giới mà được tạo ra bởi đàn ông và dành cho đàn ông. Cái điều này thì làm tôi nhắc đến Chúa. Có khi nào mà khi mà ngài làm việc, ngài nghĩ là Philippe Starck là một cái người mà đại diện cho con người để mà tiếp tục cái công việc của Chúa để sáng tạo nên một cái thế giới tốt đẹp hơn không? Xin cảm ơn. Yes. Bonjour monsieur Philippe Starck, je travaille dans le domaine de fashion et en fait, je suis un fan de votre travail. En fait, j'ai quelque chose qui presse des citrons. Oui. Ah ouais. Aussi. Je garde ça dans ma maison et toutes les invités qui viennent, je leur montre cette chose. Et ma question pour vous, c'est que je suis en tant que femme, comme vous vous dites, comme vous avez dit, je suis en train d'habiter dans un monde créé pour les hommes, n'est-ce pas? Et je vous vois aujourd'hui et je vois que vous êtes. Est-ce que vous pensez que vous êtes représentant des hommes comme nous, moi inclus, et en travaillant avec Dieu? Avec qui? Dieu. Dur? Dieu. Dieu? Ah, Dieu. Oula! Oula! Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que, oui,
Nous vivons dans un monde d'hommes pour l'instant. Parce que ce monde d'hommes est tellement vieux maintenant, tellement usé qu'il est mort. Donc l'avenir, c'est vous. Vous avez des devoirs parce que l'intelligence moderne n'est que l'intelligence féminine. Vous avez un autre, d'ailleurs, devoir. Parce que si l'avenir, maintenant, est la femme, aussi l'Asie, le Vietnam, est le nouvel avenir du monde. Donc, vous êtes l'avenir de la femme dans le pays qui est l'avenir du monde. Double travail. Maintenant, la vraie question, c'est Dieu. Alors, on a dit au début, j'ai un peu raconté notre histoire au début, de tous ces gens qui ont créé de l'intelligence pour créer de l'intelligence et qui ont réussi à évoluer. Ces gens ont cru avant tout en eux-mêmes, ont cru dans leur potentiel. Ils ont pris leur responsabilité. Quand ils faisaient quelque chose de formidable, ils avaient un résultat formidable. Quand ils faisaient quelque chose de mauvais, ils avaient un mauvais résultat. La croyance en n'importe quoi est simplement la négation de toute forme d'intelligence humaine. Je suis désolé de vous choquer, et peut-être de choquer certaines personnes ici, mais l'évolution, le progrès, l'intelligence, c'est simplement avec soi-même. Nous sommes Dieu. Nous sommes tous des dieux. Nous n'avons pas besoin de croire en n'importe quoi qui vous dit quoi faire, qui vous pardonne, qui vous dirige votre vie. C'est une négation. Donc, par respect pour tous les gens, pour les milliards de gens qui ont travaillé avant nous, qui ont perdu leur vie avant nous pour cette évolution, nous devons les respecter et nous respecter et croire seulement en nous-mêmes et ne pas tomber dans un piège qui est simplement un piège de facilité, de faiblesse et de paresse. Désolé. Có rất là nhiều các cách để trả lời câu hỏi của chị. Thứ nhất, chị có nói đến phụ nữ thì tôi cũng rất là tin tưởng vào phụ nữ và tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì thế giới này sẽ được dẫn dắt bởi những cái người nữ giới hoặc là những người nam giới có cách suy nghĩ một cách nữ tính. Và lúc nãy tôi cũng có nói một chút đó là châu Á và đơn cử là Việt Nam đây sẽ là trung tâm của thế giới. Thế thì chị sống ở châu Á và chị sống ở Việt Nam và chị là phụ nữ thì chị lại còn có cái trọng trách còn lớn hơn nữa là phải dẫn dắt thế giới này đi theo một cái hướng mới. Bởi vì cái thế giới cũ mà chị nói, thế giới được sinh ra và được kiểm soát bởi đàn ông thì nó rất là cũ kỹ và nó cũng gần chết rồi. Thứ hai, câu hỏi của chị là tôi có đại diện cho tất cả mọi người để làm việc với Chúa hay không? Thì tôi xin lỗi là câu trả lời là không. Bởi vì tôi đã nói rất là nhiều về cái lịch sử, cái tiến hóa của con người. Và tôi rất là đánh giá cao những cái cá nhân trong hàng hàng nghìn năm qua đã có những cái tiến hóa cũng như là những cái sáng tạo. Và họ thành công là bởi vì họ tin vào bản thân và họ tin là họ sẽ làm được. Thành ra nếu như chúng ta nói rằng chúng ta tin vào một cái gì đó siêu nhiên thì nó gần giống như là chúng ta phủ nhận cái năng lực và cái thành quả của những cá nhân. Tôi xin lỗi và đây là câu trả lời của tôi và chúng ta nên tự tin vào bản thân và chúng ta tự tin rằng tất cả chúng ta có thể làm được những gì mình muốn. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh phiên dịch và chúng tôi biết rằng quý vị còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà rất tiếc là thời gian của chúng ta có hạn nên xin phép chúng tôi được dừng chương trình tại đây. So we know you have a lot of questions for Mr. Starck, but our time is limited, so we have to conclude here. Once again, thank you so much for coming and give it up one more time to Philippe Starck. Một nữa xin cảm ơn ông Philippe Starck, xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thank you and see you next time. Thank you.